xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niên. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thắm lâu. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiu tròn niên. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niên. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền.
ơn của Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Kính thưa Trời Sứ, quý cha, quý tu sĩ và tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta hợp ý với toàn thể giáo hội kính các thánh tử vị đạo tại Việt Nam. Đặc biệt chiều nay chúng ta dâng thánh lễ này tại nghĩa trang của giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ. Chúng ta nối dài tâm tình tạ ơn Chúa vì những người đang an nghỉ nơi đây đã hoàn tất cái nhiệm vụ của mình ở tại giáo xứ này. Thì chúng ta tạ ơn Chúa với tất cả các linh hồn đã được về với Chúa, và chúng ta cầu nguyện để nếu còn linh hồn nào vướng mắc chưa được đền tội đủ, thì với sự hy sinh cầu nguyện và nhất là thánh lễ này, chúng ta xin Chúa giàu lòng thương xót tha thứ để tất cả được sum họp với các thánh tử đạo ở trên nước trời. Giờ đây xứng đáng để hành thánh lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài truyền cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan: linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cày trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thửa vàng trong lửa và chấp thuận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Oh,
của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại, theo như tin mừng cha giao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ, đến phải chịu trừng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với người, thì chúng ta cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người, thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin người, người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình người. Phần con đã noi theo cha về giáo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, khoan dung, yêu thương, kiên nhẫn, bắt bớ, đau khổ, như đã xảy đến cho cha ở Antiochia và Lycia. Biết bao cuộc bắt bớ cha đã phải chịu, và Chúa đã cứu cha thoát khỏi tất cả. Và lại mọi kẻ muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô đều bị bắt bớ. Đó là lời Chúa. Cùng mọi người rằng, ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo ta. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống vì ta sẽ được sống. Vì nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì ta và vì lời ta, thì con người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các thiên thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em rất thân mến, giáo xứ chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ trong bối cảnh mà toàn thể giáo hội mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở tại Fatima với ba trẻ nhỏ. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã cho ba em nhỏ nhìn thấy hỏa ngục. Các em đó mô tả là thấy lửa bốc lên, rồi thấy những linh hồn dáng dấp như là người ta, la hét thất vọng và làm cho ba em hết sức là sợ hãi.
rồi ba em mới xin Đức Mẹ cứu giúp. Và Đức Mẹ nói về ăn năn sám hối và siêng năng lần hạt mân cua. Và cuối mỗi chục kinh nhớ đọc câu này: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chúng ta thường nói là lên thiên đàng, xuống hỏa ngục hay ở trong luyện ngục. Đấy cũng là kiểu nói bình dân, dễ hiểu. Và có thể có người hiểu lầm thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục là một nơi chốn nào đó. Nhưng thực sự là một tình trạng chứ không phải một nơi chốn. Dễ hiểu, tôi xin phép minh họa. Có lần tôi đi làm phép nhà cho một gia đình khá giả, hai vợ chồng, hai đứa con, nhà lầu, xe hơi, đi rải nước thánh ở các tầng, các phòng, thấy rất là tiện nghi. Rồi trong đầu tôi nghĩ rằng ở đây đúng là thiên đàng, trong cái nhà này đúng là thiên đàng. Rồi sau đó thì tôi xuống phòng khách. Phòng khách thì ông chồng ấy thì đi lên lầu có việc gì đó, còn có một mình bà vợ đó thì nói với tôi rằng: xin cha cầu nguyện cho gia đình con, chúng con sống trong cái nhà này như sống trong hỏa ngục. Tôi ngạc nhiên, tôi thì nghĩ đó là thiên đàng, nhưng bà này từ thú rằng đây là hỏa ngục. Tôi hỏi lý do làm sao, thì bà đó nói rằng nhà cao cửa rộng, tiền bạc không thiếu, nhưng chúng con có yêu thương nhau đâu. Nhà con đó thì có tiền có bạc thì vợ nọ con kia, có hai đứa con thì xì ke ma túy, thì cha thấy không phải đây là hỏa ngục à? Như thế thiên đàng hỏa ngục không phải là ở nơi đó, mà ở trong cái tâm trạng có yêu hay là không, có sống tốt hay là không. Thiên đàng thì đời đời, và hỏa ngục cũng đời đời, không thay đổi được. Nhưng luyện ngục cũng tương tự như người bị kết án tù 10 năm. Thế nhưng mà nhờ sự can thiệp ở người bên ngoài có thể giảm bớt cái thời hạn tù tội đó. Do đó, ở trong cái tình trạng mà chưa xứng đáng để hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng, thì đó là tình trạng được thanh luyện mà ta quen gọi là luyện ngục. Thì chính chúng ta là những người còn sống, thậm chí các thánh trên trời cũng có thể can thiệp để Chúa mở lòng thương xót, tha thứ cho những linh hồn còn đang thanh luyện. Và đấy là ý nghĩa của mầu nhiệm các thánh thông cấp. Thế nhưng điều quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em, đó là khi chúng ta phạm tội trọng hay phạm tội nhẹ, để ăn năn sám hối, nhất là qua bí tích giải tội, Chúa tha thứ hết. Thế nhưng mà mình còn phải đền tội. Thế nếu không đền tội đủ ở trần thế này thì cần phải được thanh luyện sau khi đã qua đời. Do đó điều quan trọng không phải là hưởng thọ hay là hưởng dương. Sách Khôn Ngoan nói rằng những người sống hoàn thiện đã là sống thọ rồi. Cho nên điều quan trọng là hoàn tất cuộc sống của mình ở trần thế này, không kể thời gian dài hay ngắn. Chúa Giêsu hưởng dương có 33 tuổi, nhưng trước khi tắt thở Ngài nói mọi sự đã hoàn tất. 33 tuổi thì có 3 năm giảng dạy thôi,
còn 30 năm ở trong gia đình. Mà Ngài đã hoàn tất 33 năm đó theo ý muốn của Thiên Chúa. Và Ngài nói với cái người trộm lành: xin tư lộc ở cùng Ngài. Hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Ngay khi đó, vì đã hoàn tất cuộc sống. Vậy thì hoàn tất cuộc sống, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rồi, các thánh tử đạo tại Việt Nam không những đã chết vì đạo mà được phong thánh là vì xem xét cái cuộc sống của các vị này cũng đã sống tốt, sống hoàn thiện. Cho nên sống vì đạo rồi chết vì đạo. Thì tất cả những người đang an nghỉ trong nghĩa trang này, có thể là ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình của mỗi người chúng ta, đều là những người đã góp phần vào trong việc xây dựng giáo xứ chúng ta, đã hoàn tất cuộc sống trong gia đình hoặc trong những công việc phục vụ giáo xứ. Tôi thấy thật là ý nghĩa. Hôm qua chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, rồi cuối lễ ông Chánh đại diện cho giáo xứ cảm ơn hết tất cả mọi người. Hôm nay một cách nào đó chúng ta biểu lộ lòng biết ơn với những người đã sống trong giáo xứ, đã hoàn tất nhiệm vụ của mình tại trần thế này, trong gia đình cũng như trong giáo xứ. Chúng ta hiệp thông với những người đang an nghỉ nơi đây, và chúng ta cũng cầu nguyện để nếu ai đó còn chưa thanh nguyện đủ thì xin Chúa mở lòng thương xót đưa về với Chúa. Và chắc chắn chúng ta sẽ cầu nguyện để mỗi người chúng ta chu toàn cái nhiệm vụ của mình ở trần thế này theo ơn gọi của mỗi người. Và điều quan trọng không phải là sống thọ, ai sống lương thiện, sống tốt, người đó sách Khôn Ngoan nói kể như đã là sống thọ. Các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo được trung thành với đức tin mà các ngài đã để lại. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam được tình yêu Đức Kitô thúc bách, nên chúng ta sáng ngời cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống thánh thiện và nhiệt thành phục vụ mọi người. Xin Chúa nhân đời chúng con. Chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng lối sống công bình, bác ai phù hợp với tin mừng. Chúa nói, ai muốn theo tôi phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện và xa thân phục vụ mọi người, để cuộc đời luôn được định hướng theo ánh sáng đức tin. Xin Chúa nhân đời chúng con. Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền mãi nơi các thế hệ mai sau. Xin Chúa nhân đời chúng con. Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống làm chứng đức tin. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sự thánh thiện vì thế nên chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để tái hóa chúng con, xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con đã thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Antôn, Đức Giám Mục Phủ Ta Doan, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là những người trong giáo xứ chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Bởi Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng tạo hành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Đức Cha An Tôn, chúng còn kính mời Đức Cha An Tọa và quý cha đồng hương, bản hương An Tọa để công trưởng ban hành giáo thay lời cho toàn dân Chúa. Trong giáo xứ có đôi lời tri ân Đức Cha và quý cha. Trọng kính Đức Cha An Tôn, giám mục giáo phận Đà Lạt, kính thưa quý cha bản hương, ngày hôm qua giáo xứ chúng con hân hoan được đón tiếp quý Đức Cha, quý cha bản hương về dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho giáo xứ nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập giáo xứ. Chiều ngày hôm nay tại nghĩa trang, giáo xứ chúng con tổ chức thánh lễ tri ân các bậc tiền nhân với biết bao công khó mà các ngài đã bỏ ra để xây dựng giáo xứ, cũng như gia sản đức tin mà các ngài để lại cho con cháu chúng con. Với lòng yêu mến cũng như hướng về quê cha đất mẹ mà Đức Cha cũng như quý cha bản hương cũng đã về đây cùng dân, cùng với giáo xứ dân thánh lễ để tri ân các bậc tiền nhân. Trọng kính Đức Cha An Tôn, khi về thăm giáo xứ cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, với lòng yêu mến Đức Cha cũng đã tặng quà cho giáo xứ chúng con cũng như chúc lành cho giáo xứ. Nhưng với sự có mặt của Đức Cha cùng quý cha bản hương cùng dâng thánh lễ tri ân các bậc tiền nhân chiều nay, giáo xứ chúng con lại được nhận thêm một món quà to lớn vô cùng ý nghĩa với chúng con, nhắc nhở chúng con về bổn phận của mình đối với các bậc tiền nhân cũng như trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ. Con xin được thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ xin chân thành cảm ơn Đức Cha và quý cha bản hương. Xin Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót, tuân tổ thánh thần của người tiên Đức Cha và quý cha, để Đức Cha và quý cha chu toàn được trách vụ mà Thiên Chúa và giáo hội đã đặt để trông nom và săn sóc và chiên Chúa. Ban hành giáo cũng xin chân thành cảm ơn bà con trong giáo xứ cũng như xa xứ. Dù trời có mưa, thời tiết không thuận lợi, nhưng với lòng báo hiếu, tri ân các bậc tiền nhân, khuyên bà anh chị em cũng đã tề tựu về đây để cùng hiệp dân thánh lễ. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ân lành trên từng người, trên từng gia đình để sống xứng đáng với bao công khó mà các bậc tiền nhân đã bỏ ra. Một lần nữa, xin Đức Cha và quý cha bản hương nhận lời cảm ơn chân thành của cộng đoàn giáo xứ chúng con. Giờ đây xin Đức Cha ban cho chúng con muốn từ. Tôi cũng chỉ xin thay mặt cho Đức Cha bản hương để cảm ơn giáo xứ, cảm ơn ông chánh, cảm ơn tất cả mọi người đã cho chúng tôi cùng với mọi người trong giáo xứ, trong thánh lễ tạ ơn hôm qua và trong thánh lễ chiều nay. Xin cha xứ cũng như tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi thì chắc chắn là cầu nguyện cho bà con rồi. Chúng ta cầu nguyện để mọi người mỗi nhiệm vụ hoàn tất khi nhiệm vụ mà Chúa trao phó cho. Ngày mai thì chúng tôi cũng lên đường trở về với nhiệm vụ. Xin kính chào cha xứ, quý vị hội đồng giáo xứ cũng như là tất cả mọi người trong giáo xứ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chim rừng tìm về tổ ấm, suối nguồn tìm về nhánh xanh.
lá cánh tìm về cội cây, con đây tìm về tổ tiên để thương nhớ công ơn sinh thành, dựng nuôi bao ngày tháng cho con được thành người để có ngày hạnh phúc hôm nay. Lạy Chúa là Chúa các bậc tổ tiên của cha ông chúng con bao đời, muôn đời con mãi ngợi ca danh Thánh Chúa và tán dương tuyệt tác Chúa.